Dạ con chào ngoại. Dạ ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau cậu ơi. Bán rau hả ngoại? Dạ. Rau này của ngoại là ngoại đi hái hả? Dạ đi hái nè. Dạ bây giờ 1 ký mình bán được nhiêu ngoại? Có 10.000. Trời rẻ dữ vậy ngoại. Dạ. Tại mình kiếm mình kiếm được thì mình bán rẻ. Dạ. Mình đi hái là đã một công nó cực rồi. Dạ. Rồi phải cắt ra rồi bán lại là có 10.000. Được kia lộ da đó. Dạ 3-4 giờ khuya. Dạ rồi đâu có ai mướn gì mặn. Dạ. Mình mặn vậy ăn sống qua ngày. Dạ. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 75 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Cũng yếu rồi thôi. Dạ nằm yếu. Bệnh viện mấy gì à? Ngoại bị bệnh gì? Nóng sốt lên máu. Dạ. Mấy dạ. Cái đó thì lớn tuổi thì chắc không có tránh được. Dạ. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt dạ. Hai nhà hảo tâm. Dạ. Đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ. Dạ. Tặng cho ngoại phần lì xì nha. Dạ. Dạ. Thì đây là tấm lòng cô chú Phụng. Ngoại đếm. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ, ngoại đếm giùm con coi được bao nhiêu. Dạ. Dạ. Để coi coi đếm coi. Để cho mà đếm đi ha. Hai. Vì vậy cậu biểu tao đếm dạ, thì tao dạ, nghe lời. Dạ đúng phải đếm dạ. Chú quay phim chú cho tiền 500. Dạ. Bữa nay ngoài được phần quà này ngoài cảm giác như dạ, cái này tặng cho tôi phải không? Dạ đúng. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô chú? Cái này là tôi mặn 10 ngày chưa có nữa đó. 10 ngày chưa có luôn. Dạ. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Hả? Ngoại nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Nhắn gì vậy ta? Cảm ơn á. Cảm ơn nhà tài trợ ơi. Như bên gì nè, bên gì mà chú dạ. Mới nói đó. Dạ. Rồi con hỏi ngoại cái này cái nữa nha. Dạ. Ngoại có bên đạo Phật không? Dạ có. Dạ. Mà từ đó tới giờ ngoại có máy nghe pháp hay là máy giảng kinh không? Dạ có luôn. Dạ ngoại có máy luôn rồi ha. Dạ, ngoại vẫn còn nghe không? Hả? Ngoại còn. Bây giờ nó hư cái máy mà cái máy có cái băng gì trong đó đó. Dạ. Là bây giờ là cái máy hư rồi phải không? Dạ chú cho gì cái máy. Bữa nay con sẽ xin chú Chí. Dạ. Tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Cái máy nó mừng lắm luôn. Dạ. Ở đây ngoại lấy giùm con đi ngoại. Dạ. Dạ. Ở đâu trong túi này đây hả? Dạ đúng rồi. Ngoại lấy một cái nào cũng được, giống nhau hết. Dạ hả? Dạ. Lấy cái nha, đừng lấy hai cái nha. Đó là tấm lòng của chú Chí tặng dạ. Cho ngoại nha. Dạ, mang ơn chú thiệt nhiều ha. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe dạ. Và mua mai bán đắt. Dạ. Với tấm lòng của ba nhà hảo tâm nha. Dạ. Rồi con xin phép chào ngoại. Dạ. Bye bye. Trời. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của cô chú Phụng, em sẽ sử dụng tiếp cái phần quà của cô chú để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Thì như cô chú anh chị có thể thấy là trong cái video lần trước là em phát 6.1.000. Ở đây em còn 3.9.000 của cô chú. Thì em sẽ thay mặt cô chú gửi đến một cái ngôi chợ có tên là chợ Tân Phú Trung. Tuy nhiên thì em nghĩ là một buổi sáng mà 3.000.000 thì cũng khó mà đủ. Thì em xin phép tiếp theo là em sử dụng tiếp 10 triệu của cô chú để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi cũng như là khuyết tật, bệnh tật. Kèm theo đó là những cái máy giảng pháp, nghe giảng kinh Phật của anh Chiến Nguyễn. Dạ thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi chợ Tân Phú Trung chung với em. Nhưng mà trước khi đi á thì chợ này là nó nằm ở bên hông một cái đường nhỏ. Dạ con chào nội. Dạ nội, nó bán gì vậy nội? Bán hàng cho món bạo bánh chuối thôi. Dạ. Bông nè. Dạ. Mấy cái này là đồ của nội hay là nội mua đi bán lại? Cho món này thì mua. Dạ. Bánh chuối thì mua. Dạ. Mấy con mấy chồng rồi còn nguyên cái đi xe đét rồi. Dạ. Đồ này đồ dụng á nó cho mình bán. Dạ. Bây giờ thì mấy cái này là 1 ký là nội bán được bao nhiêu tiền? Này 1 ký 30.000. 30.000, dạ quá rẻ luôn. Mà nội bán hết cái này một ngày mình trừ hết chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu nội? Bán cái này hả? Dạ. Thì không biết nữa coi bữa nào đắt á thì kiếm được 100, bữa nào ế thì 50 khá. Dạ ít vậy đó hay nào ha. Nội năm vườn mà con. Dạ. Đâu phải mà chợ lớn xã. Dạ. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 77 tuổi rồi. 77 rồi. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Hồi nào giờ có bệnh đau rồi đâu. Trời ơi, chúc mừng nội. Nghe thấy phát hàm luôn á. Nào giờ không có bệnh đau nữa. Dạ. Thì hôm nay thì con chia sẻ với nội nha. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép
hai nhà hảo tâm ha, là cô chú Phụng ở tại Mỹ có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội nghe. Dạ, đây là tấm lòng của cô chú Phụng tặng cho nội. Vậy à, tôi xin cảm ơn cậu gửi lời cảm ơn. Dạ, cô chú Phụng tặng cho nội 500.000. Dạ, bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? À, mừng lắm. Dạ. Cái phần mình nghèo mà bán bữa nào à, tiêu dùng cảm thấy. Dạ. À, gạo à, lo phải tháng canh cái lô gạo. Dạ. Cái chi phí có tiền để mua gạo mua thóc rồi cho mấy dạ. Nhỏ gia đình đông. Dạ. Rồi à, nó mừng á thì à, ngay để thì có lúc chúng. Dạ. Dạ. Lúc chúng thì bán có lời. Dạ. Thất lỗ. Dạ. Lưu luôn. Mắc nợ luôn. Dạ. Người hay thương không? Mình phải phụ con, mình còn sức khỏe, còn mình được rồi phải phụ con. Dạ. Giác thêm gạo thóc hoặc là nước mắm, bột ngọt, đồ như kia nọ, nhà có thiếu hụt gì mình mua thêm vô. Dạ. Dạ. Chứ người ta thì người ta mới 60 tuổi, người ta ở nhà cho con, người ta nuôi rồi, người ta phải 7 tuổi này là bán. Dạ. Cực khổ lắm mình đi chứ. Dạ. Sướng không ai đi đâu. Dạ đúng rồi, khó khăn lắm mình mới cố gắng mình ra. Dạ, chợ để bán. Con nó vượt qua khó khăn khổ. Dạ. Để ngồi một chỗ đó để con cái gì đợi con mang về tội cho nó. Dạ. Dạ. Mình mừng vậy thì mình giác. Dạ. Giác vượt qua. Dạ. Chừng nào ông bà không thương mình là để mình theo thì mình chịu thôi. Dạ. Để cho con hỏi thêm một câu nha. Nội có bên đạo Phật không? Đạo Phật. Dạ. Mà từ đó tới giờ nội có máy nghe kinh hay là máy giảng pháp không? Ở nhà có. Dạ, có cái máy nha nội. À, có cái máy nhỏ vô à, đẹp. Nhưng mà nội còn xài không? À, còn xài, mở gắn pin, cái một pin 2000 vô á, à. Nó nhỏ vô là nghe đọc kinh hết cái pin đó, giờ mình gắn vô nữa là... À, vậy là nội xài cái máy có cái cục pin ha. À. Bữa nay con sẽ xin phép chú Chí, một nhà hảo tâm ở Mỹ, tặng cho nội cái máy mới mà không cần dùng cái cục pin đó, mà có sẵn cái cục sạc ở trong đây luôn, sạc bằng điện. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Thì đó là tấm lòng của chú Chí tặng cho nội nha. Chúc mẹ có. Dạ. Có mà phải mua pin, một lốc pin đó là 2000 một cục vô để chồng hai cục. Dạ. Cái này thì khỏi cần pin, nội không cần mua pin mà hết pin nội ghim sạc điện thôi. Cái cục sạc nó có sẵn ở trong đó luôn rồi. Dạ. Thì đó là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng cho nội nha. Dạ. Tặng chú có mạnh khỏe, tặng chú giúp đỡ nhiều người. Dạ, cảm ơn nội. Chúc nội với mình sức khỏe nha. Và mua mai bán đắt nha. Con xin phép chào nội. À, mình nay bán chuối về cô. Dạ. Dạ. Vậy là nội bán chuối hả nội? Dạ. Dạ. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 80 tuổi rồi. 80 tuổi rồi. Tóc nội có nhuộm không nội? Mới nhuộm. Mới mượn nhuộm. Nội nhuộm dạ trắng vậy nè. Nhuộm hết nhiêu tiền nội? Nhuộm hết mệt nhiêu tiền quên. 100.000. Ở 100.000 luôn là dạ. 100.000 mà người ta nhộn dùm mà dạ. Không có tiền, người ta không dạ. Có tiền, người ta không có tiền dùm. Bây giờ sức khỏe của nội yếu lắm hả nội? Yếu, đi mang trống cây. Dạ, cái cây nhảy đâu ra vậy nội? Cây này sinh ra dạ. Cho nên đi rồi phải có ngồi xuống đứng gì, phải có cây này đứng dạ. Nổi cho ngồi đứng không nổi. Dạ, mà mấy cái chuối này là của nội mua đi bán lại hay đồ nhà? Bán kiếm lời. Dạ. Mà bán không được sẵn giờ ế nguyên. Dạ. Còn nguyên luôn, không bán được một nải nữa. Không bán được một nải luôn. Không bán được nải nào cho bởi vì mình kẹt không có tiền nữa. Mà bây giờ nội bán một nải này là bao nhiêu tiền rồi? À, nải lớn thì 8.000, nhỏ 7.000, 5.000 nó đủ cỡ. Ồ ghẻ dữ vậy hả nội? Ừ, mà còn người ta không mua nó. Dạ. Giờ ế. Dạ. Ông nội mình còn không nội? Có mình ên một. Thì nội không có con luôn hả? Không cho con, không có chồng luôn. Không ai là không có gia đình luôn. À, giờ là không có chồng ha. Dạ, rồi bây giờ hiện tại là nội đang ở với ai? Ở mình ên hả? Dạ, nhà nội ở đâu? Đây, ở đây nè. Dạ. Ở con mình hả? Thì là nhà này của nội. Nhưng mà nội không có con gì hết. Không, có mình không. Dạ, rồi vậy khổ lắm luôn á. Khổ. Dạ. Mà mua bán ế cái không có tiền. Dạ. Bởi vậy. Ủa rồi cháu không về ở với nội hả nội? Cháu nó đâu có đây đâu ở. Dạ. Rồi. Rồi thôi hôm nay gặp nội là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép là cô chú Phụng
là nhà hảo tâm ở tại Mỹ sẽ tặng cho nội một phần lì xì nho nhỏ để dành cho nội uống thuốc, hoặc là nội có thèm gì thì nội có thể mua ăn. Thì dạ thì cô chú Phụng tặng cho nội bao nhiêu đây? Dạ, nội đếm giùm con coi nội được bao nhiêu. Em cho tiền hả? Cho tiền bao quá vậy? Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tờ lận. Dạ là nhiêu nội? 10 tờ lận triệu. Dạ. Đợi 100 nè. Dạ. Vậy bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Mừng. Dạ. Mừng dữ dàng luôn. Nó có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Cảm ơn nhiều. Dạ. Con đang nói. Cảm dạ. ơn. Dạ. Nội cho con hỏi một cái nha. Nội có bên đạo Phật không? À, đạo Phật. Dạ. Mà từ đó tới giờ nội có thích nghe kinh hay là nghe giảng pháp không? Có chứ. Dạ. Có nghe vậy. Nhưng mà nội có cái máy nghe không? Ờ, có cái là vô đó. Dạ. Mở nó có giảng mình nghe tới giờ đó có giảng con nghe. Vậy thì hôm nay con sẽ xin phép chú Chí là một nhà hảo tâm ở Mỹ tặng cho nội một cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Yeah. Dạ là chuyên về giảng kinh luôn. Dạ. Này ở mua tiếp đi. Dạ. Ở chú đã bán không được rồi. Thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho nội nha. Cái máy nha. Cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Nội nhắn gửi gì với chú Chí không? Gửi cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn thiệt nhiều. Dạ. Thì đó là tấm lòng của ba nhà hảo tâm tặng nội trong ngày hôm nay nha. Chúc nội duy hình sức khỏe của mình nha. Dạ. Dạ. Nhà con xin phép chào nội nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi xin chào nội. Dạ không, thông cảm giùm con. Dạ tại con bây giờ, dạ tại hồi nhỏ thì thích ăn ngọt mà giờ lớn rồi con là con không có ăn ngọt nhiều nữa. Dạ, dạ con xin phép nha. Chào nội. Mấy con xài bữa nay thì hết rồi. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 73. Rồi, vậy là coi như là ngoại bán hết rồi chưa? Bán còn ngày mơi nữa. Ngoại bán khúc nào vậy? Mua bán ngồi ké với chị Tư nè, chị ngồi ké. Dạ. Rồi mua xài đem ra mà bữa nay mới có trở về chịu qua, bữa nay mới vú mà còn hôm qua thì bán hết rồi. Dạ. Bây giờ xài ngoại bán được bao nhiêu một ký? Xài có khi 20 ngàn, có khi 30 ngàn. Dạ. Có khi 10 ngàn. Dạ. Nó đủ hạn, bị gì mình mua xài không có được xài ngon. Dạ. Xài ngon người ta đâu có bán cho mình. 70-80 ngàn ký thì các hoài lọc đồ đó người ta đâu có bán cho mình. Dạ đúng rồi. Người ta bán xài nhỏ nhỏ không à, rồi mình mua cũng như xài giả người ta. Dạ. Còn ngoài bán như thế thì nếu mà mình trừ vốn ra thì mình còn được khoảng bao nhiêu mà? Còn có bữa nào mà bán đắt nhiều á thì cũng được 150. Dạ. Nó không chừng. Dạ. Người ra nhờ ngồi đây cô chị Tư chỉ cho ngồi, chỉ không có lấy tiền. Dạ. Rồi người ta góp, người ta đợi người ta góp 3 ngàn. Dạ. 5 ngàn khi 3 ngàn. Dạ. Giờ bán không hết thì gửi ké chị Tư. Dạ. Dạ coi như là hoàn cảnh của ngoại cũng khó khăn quá trời hen. Dạ. Dạ. Thôi thì hôm nay. Dạ. Ở đây sống khó lắm. Ở đây sống khó khăn. Dạ. Thì hôm nay nhờ có ổng theo ổng chạy ổng chở giùm. Dạ. Ổng cũng 73. Dạ. Thôi hôm nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Con cũng sẽ xin phép là cô chú Phụng. Dạ. Là người đã tặng cho nội. Dạ. Tặng cho ngoại một phần lì xì. Dạ. Của ít lòng nhiều nha. Dạ. Để ngoại mua gạo. Dạ. Hay mua đồ ăn cùng với gia đình. Dạ. Dạ. Bây giờ ngoại đếm giùm con coi ngoại được bao nhiêu. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Mừng còn hơn đi bán cũng được mấy ngày vậy. Dạ. Chục ngày à. Dạ. Có thể có bữa cũng được chục, có bữa cũng 7-8 ngày, có dạ. bữa 2 ngày, 3 ngày, nó không dạ. chừng mình mua rẻ thì bán rẻ. Dạ. Ngoài nhắn gửi gì với cô chú Phụng người đã tặng cho mình không? Cảm ơn nhiều dữ lắm luôn đó. Dạ. Có lòng rất cảm ơn. Cảm ơn ngoại. À, ngoại cho con hỏi một cái là ngoại có bên đạo Phật không? À, cũng y như của chị Tư vậy nè. Ngoại có thích nghe giảng kinh Phật không? Có thì cũng nghe, còn không có thì thôi, chứ mà đều không có mua, biểu có tiền không có mua. Cái đó là nói thiệt. Vậy thì con sẽ xin chú Chí yeah. tặng cho ngoại một cái luôn nghe. Dạ. Yeah. Vậy thì tôi cảm ơn. Dạ. Thì ngoại lấy giùm con một cái luôn. Dạ, không có lần chị ba tôi chỉ còn sống, chỉ mua chỉ cho 35. Dạ. Ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Vậy là tôi rất cảm ơn nhiều dữ lắm, y như chị Tư vậy đó. Dạ. Chứ mua cái này cũng tiền không hen chị. Dạ. Dạ. Thôi chúc ngoại duyên sức khỏe, dạ. chứ tấm vậy lòng của ba nhà hảo tâm nha. Chú. Cảm ơn ngoại. Dạ. Con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Dạ. Con chào ngoại nội nha. Bắt dạ. chú. Con thấy ai bà con nào cũng giới thiệu bà ngoại này hết ha. Bà ngoại này đó. Dạ rồi, để con vô, con hỏi một tí. Dạ, con chào ngoại.
Mà năm nay mình được bao nhiêu rồi, tuổi rồi ngoài? 12 bệnh, điếc nhất à. Ngoài không nghe hả? Ừ, điếc mà nó ù nay cả 10 năm rồi. Dạ. Khổ mà nghe thì được hết rồi. Khổ lắm luôn hả mấy chị? Dạ, nhà khổ lắm luôn. Dạ. Rồi bây giờ là ngoại đang làm công việc gì để sống vậy? Có nghe đâu. Má ơi, mày bả đụng bả rau gì bả cho gà ăn luôn gà. Rửa chén rồi ta. Rửa chén rồi cho người ta đó. Rửa chén rồi bán xì rau này đó hả? Ta cho đụng bán rau cù cặn rồi đó gì cho gà nó gà. Bị tai biến nữa hả? Dạ. Con dạ. Nhà bị tật nguyền nữa. Con bị tật nguyền nữa, còn chồng thì sao? Hoàn cảnh chồng khổ. Bệnh luôn, khổ hết trơn. Trời ơi. Con thì có tật, rồi ông nội thì cũng chín mấy tuổi rồi, rồi chồng cũng có tật nữa. Dạ. Dạ. Rồi sao bệnh hoại gì dữ vậy nè? Khổ dữ lắm luôn, bốn người. Dữ lắm luôn. Dạ. Ừ. Bốn người đều khổ hết, không ai bằng được ra tiền hết. Bữa nay con xin cô chú phụng nghe. Dạ. Dạ. Bữa nay là con xin cô chú phụng ở Mỹ. Dạ. Tặng cho ngoại. Dạ. Một phần tiền xì nha. Ngoại. Dạ. Đây để con đếm cho ngoại liền nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con sẽ xin cô chú phụng tặng cho ngoại 1 triệu nha. 1 triệu luôn, cho ngoại 1 triệu. Dạ. Vậy là dì hai cũng rất là mừng, cảm ơn. Dạ. Dì hai cũng cảm ơn nhiều nha. Chúc ngoại gìn sức khỏe nha. Dạ. Gia đình 4 người không ai mần được ra tiền hết trơn á. Dạ. Rồi thôi, xin phép chào ngoại nha. Anh ơi, kênh anh kênh gì? Kênh YouTube của em là Khương Nhật Khương. Minh. Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh. Dạ. Dạ. Chị hai cảm ơn nhiều. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của cô chú Phụng, em sẽ sử dụng tiếp cái phần quà của cô chú để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Thì như cô chú anh chị có thể thấy là trong cái video lần trước là em phát 6.1 triệu, ở đây em còn 3.9 triệu của cô chú, thì em sẽ thay mặt cô chú gửi đến một cái ngôi chợ có tên là chợ Tân Phú Trung. Tuy nhiên thì em nghĩ là một buổi sáng mà 3.000.000 thì cũng khó mà đủ, thì em xin phép tiếp theo là em sử dụng tiếp 10 triệu của cô chú để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi cũng như là khuyết tật, bệnh tật, kèm theo đó là những cái máy giảng pháp nghe giảng kinh Phật của anh Chiến Nguyễn. Dạ, thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi chợ Tân Phú Trung chung với em. Nhưng mà trước khi đi á thì chợ này là nó nằm ở bên hông một cái đường nhỏ, thành ra là bắt buộc em phải tìm một cái chỗ đậu xe ở ngoài. Thì vô tình thì em bắt gặp được một bác và đang bán vé số ở đây. Dạ, con chào bác. Dạ, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 66. 66, dạ. Bác có thể cho con biết là vì sao mà mình ngồi xe lăn không bác? Con té gãy giò. Dạ, dạ, bác cho con xem nhé. Bác bị bao lâu rồi? Dạ, mới đó 2 năm rồi. 2 năm rồi ha. Bây giờ một ngày là bác bán được bao nhiêu tờ? Dạ, 120 à. Dạ, bác bán vậy thì bác có lo cho ai không? Dạ, lo cho mấy đứa con. Dạ, rồi vợ bác còn không? Dạ, chết lâu rồi. Dạ, con bác lớn chưa? Lớn rồi. Bác người Khmer hay người Việt bác? Dạ, người Việt á. Người Việt ha. Dạ. Dạ, ngày bác lời có 120 ngàn ha. Dạ. Vậy cũng ít quá. Dạ. Thôi hôm nay thì chia sẻ với bác nha. Dạ. À, mà bây giờ bác còn đứng được không? Dạ, được. Dạ, được ha. Hôm nay thì con thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ, sẽ có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho bác. Thì của ít lòng nhiều, cô chú ấy chúc bác phục hồi sức khỏe và mua may bán đắt trong khoảng thời gian sắp tới. Thì đây là tấm lòng của cô chú Phụng tặng cho bác. Bác đếm thử được bao nhiêu bác? Dạ, bữa nay bác nhận được phần quà này bác cảm giác như thế nào? Dạ, cảm ơn tất cả các cô chú đã giúp đỡ tôi được cho tiền làm vốn. Dạ. Dạ, đã dạ. May sớm. Cảm ơn bác. Bác cho con hỏi cái này nha, bác có bên đạo Phật không? Dạ, có. Dạ, mà từ đó tới giờ bác có hay nghe kinh hay là nghe giảng pháp không? Có. Dạ, nhưng mà bác có thích nghe không? Thích chứ. Dạ, mà từ đó bác thì có cái máy đi nghe không? Con có máy nhà chứ máy con cháu. Máy của cháu. Dạ, dạ. Nó, tao ngủ cái bên đó. Dạ, dạ. Và nó mở cái nghe kéo. Dạ,
Vậy thì bữa nay con sẽ xin chú Chí là một nhà hảo tâm ở Mỹ tặng cho bác một cái máy nghe giảng kinh Phật mới nha. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho bác. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Bác nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ, cảm ơn chú chú Chí ơi. Dạ. Rồi, chúc trong công có tôn cho chú được mạnh giỏi không tin mày. Cảm ơn bác. Dạ. Dạ, chúc bác nhiều sức khỏe và muôn mai bán đắt với tấm lòng của ba nhà hảo tâm nha. Dạ. Con xin phép chào bác. Chiếc xe này bác chạy được khoảng bao nhiêu cây số bác? À, cái bệnh thì chạy có 13 cây rồi. 13 cây. Nó hư rồi chứ. Dạ. Dạ. Bán 2-3 tiếng hồi là hết. Dạ, 2-3 tiếng là hết bình. Cái này thì dễ điều khiển nè, nhưng mà nó hơi, nó không có đi xa được. Dạ. Bình này 10-12 cây số là cũng xa lắm rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ em mời cô chú chị cùng đi vào trong chợ chung với em nha. Cái chợ này thì chắc em đi bộ vô chắc khoảng cây số quá. Thôi kệ, dạ. Bữa nay thì cũng cố gắng gieo duyên. Với những hoàn cảnh khó khăn tại chợ này. Dạ, dạ con cảm ơn. Cầu này em thấy đây là cầu ngã cái. Hướng này mà nếu mà em đi ngược lại hướng này nè cô chú anh chị. Nếu em đi ngược lại hướng này là đi đến thành phố Sa Đéc, ngay chỗ vòng xoay ngã 7, ngay chỗ cầu Bình Tiên á, là chợ Bình Tiên. Thì trong khoảng thời gian vừa qua em cũng có đi hết một lần, em đi hướng này. Còn đi hướng ngược lại như thế này á thì em sẽ đi ra bến phà Phong Hòa để đi đến huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ, là đi hướng này. À, còn đây là cái cầu ngã cái nè. Mấy đại cô chú anh chị thấy là em tặng quà hơi nhiều hơn một tí phải không ạ? Tại sao khoảng một khoảng thời gian thì em cảm nhận được rằng là nhiều khi chúng ta có duyên gặp hoàn cảnh đó chỉ một lần trong đời thôi. Thành ra em sợ nhiều khi em không còn gặp lại lần thứ hai. Thành ra em tặng một lần cho những hoàn cảnh khó khăn có thể uống một con gạo luôn. Ồ, vậy là cái đường này đường bự. Mà em tưởng đâu đường nhỏ, làm em đậu xe một kia em đi bộ vô đây. Ta đi vô chợ còn sao không chú? Chợ nào? Chợ Tân Phú Trung. Dạ. Hả, giờ tới hả? Cảm ơn chú. Dạ. Dạ, cái chợ chào bá luôn. Cái chợ chẳng những là bự mà cái đường, ồ không, xin lỗi cô chú anh chị, cái đường chợ bá luôn. Vậy mà em cứ tưởng đâu là cái đường nhỏ là đậu xe múc ngoài kia luôn. Ừ.
đây có trường tiểu học Tân Phú Trung. Ở đây chú anh chị thấy là bờ kè cũng như là cái dòng sông ở đây cũng khá là đẹp đúng không ạ? Trời nằm đâu nhỉ? Chắc có lẽ chợ nằm bên hông này quá. Chỗ cái cầu anh thấy có nhiều người đang đậu xe cũng như là mua bán nè. Đây có một cái cầu tên là cầu Bà Gõ. Cầu này có trọng tải 8 tấn. Vậy là chợ nằm bên đây. Chợ bên đây ha anh. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Đây có một tên là cầu Ngã Tư, chợ Tân Phú Trung. Kinh phí xây dựng là 350 triệu. Rồi vậy thôi, sau ra là em đậu xe thì gặp anh hôm đây được tiếng rồi. Vô đây thì chắc chắn là không vô được rồi. Cái này cô bán hay trong cái rào này, không biết cô bán được không? Dạ, có cái liều che nắng này hả cô? Dạ. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ cô, năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? 61 tuổi rồi. 61 rồi cô. Mấy rau này là cô mua đi bán lại hả? Mua cũng có mà hái nhà cũng có. Dạ. Một ngày mà mình bán cái này mà nếu mà mình trừ vốn luôn thì mình còn được khoảng nhiêu cô? Khoảng 100 trăm ngoài vậy. Dạ. Mà ngày nào cũng được vậy không cô? Cũng có khi ế lắm à. Có khi ế lắm. Dạ. Cô chú anh chị thấy rồi. Ở đâu rồi? Trong. Dạ thì con cũng ở gần đây. Dạ. Hôm nay thì chia sẻ với cô nghe. Bữa nay gặp cô là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ, có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho cô. Của ít làm nhiều. Cô chú ấy chúc cô sức khỏe và mua mai bán tắt. Dạ, đây là tấm lòng cô chú. Bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm giác như thế nào? Vui chứ. Dạ. Dạ, cô có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Cảm ơn cô chú đó. Cảm ơn cô, chúc cô giữ gìn sức khỏe và mua mai bán tắt. Chúc cô chú giữ gìn khỏe. Cảm ơn cô. Giúp nhiều người. Dạ. Rồi, con xin phép chào cô nghe. Dạ. Mấy người vậy thì đúng là tội lắm luôn cô chú anh chị. Đường, cây, trượng, bờ tây. Ôi em đi đường này hay đi đường ngoài? Đi đường trong đây chứ. Đây thì em xuống, giống như xuống cái hầm cho cô chú anh chị. Wow, hơi bất ngờ luôn. Ôi năm rồi năm ơi. Dạ. Trời. Dạ. Chào mấy chị. Dạ. Đây là chỗ liệt gà, ngoại bán rau, bắp chuối bào.
Dạ con chào nội. Dạ nội, nó bán gì vậy nội? Bán hàng cho món bạo bánh chúa thôi. Dạ bông nè. Dạ mấy cái này là đồ của nội hay là nội mua đi bán lại? Dạ món này thì mua. Dạ bánh chúa thì mua. Dạ cái này nhà mấy cái con mấy chồng rồi nguyên nó đi xe đét rồi. Dạ đồ này đồ dụng á nó cho mình bán. Dạ bây giờ thì mấy cái này là một ký là nội bán được bao nhiêu tiền? Cái này ký 30 ngàn. 30 ngàn. Dạ quá rẻ luôn. Mà nội bán hết cái này một ngày mình trừ hết chi phí thì mình còn được khoảng bao nhiêu nội? Bán cái này hả? Dạ. Thì không biết nó coi bữa nào đắt á thì kiếm được 100, bữa nào ế thì 50 ha. Dạ ít vậy đó hay nào ha. Nội năm vườn mà có. Dạ. Đâu nội... phải mà chợ lớn cả. Dạ. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 77 tuổi. 77 rồi. Bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Hồi nào giờ có bệnh đau rồi đâu. Trời ơi, chúc mừng nội. Nghe thấy phát hàm luôn á. Nào giờ không có bệnh đau nha. Dạ thì hôm nay thì con chia sẻ với nội nha, bữa nay gặp nội là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép hai nhà hảo tâm ha, là cô chú Phụng ở tại Mỹ có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội nha. Dạ đây là tấm lòng của cô chú Phụng tặng cho nội. Vậy xin cảm ơn cậu gửi lời cảm ơn. Dạ cô chú Phụng tặng cho nội 500 ngàn. Dạ bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? À, mừng lắm. Dạ. Cái phần mình nghèo mà bán bữa nào á tiêu dùng cảm thấy. Dạ. À, gạo á lo phải tháng 100 kg gạo. Dạ. Cái chi phí có tiền để mua gạo mình thóc rồi cho dạ. Mấy nhỏ gia đình đông. Dạ. Rồi nó mừng á thì ngay để thì có lúc chúng. Dạ. Dạ. Lúc chúng thì bán có lời. Dạ. Thất, lỗi. Dạ. Luôn mắc nợ luôn. Dạ. Người hay thương không? Mình phải phụ con mình còn sức khỏe còn mình được rồi phải phụ con. Dạ. Nhát thêm gạo thóc hoặc là nước mắm bột ngọt đồ như kia nọ nhà có thiếu hụt gì mình mua thêm vô. Dạ. Dạ. Chứ người ta thì người ta mới 60 tuổi đã nhà cho con đã nuôi rồi người ta phải 7 tuổi này bán. Dạ. Cực khổ lắm đi chứ. Dạ. Sướng không ai đi đâu. Dạ đúng rồi, khó khăn lắm mình mới cố gắng mình ra và chợ để bán. Dán phụ con nó vượt qua khó khăn cái khổ. Dạ. Để ngồi một chỗ đó để con cái gì ngắn lợi con về tội chứ. Dạ. 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 Mình để thì mình dán. Dạ. Dán vượt qua. Dạ. Chừng nào ông bà không thương mình là để mình theo thì mình chịu thôi. Dạ. Nào cho con hỏi thêm một câu nha, nó có bên đạo Phật không? Đạo Phật. Dạ. Mà từ đó tới giờ nội có máy nghe kinh hay là máy giảng pháp không? Ở nhà có. Dạ, có cái máy á nội. À, có cái máy nhỏ vô à, nè. Nhưng mà nội còn xài không? À, còn xài, mà gắn pin, cái dịch pin 2000 vô á, pin nó nhỏ vô là nghe đọc kinh hết cái pin đó, giờ mình gắn vô nữa là... À, vậy là nội xài cái máy có cái cục pin ha. À. Bữa nay con sẽ xin phép chú Chí, một nhà hảo tâm ở Mỹ, tặng cho nội cái máy mới mà không cần dùng cái cục pin đó mà có sẵn cái cục sạc ở trong đây luôn. Sạc bằng điện. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Thì đó là tấm lòng của chú Chí tặng cho nội nha. Chúc nhà mà mẹ có. Dạ. Có mà phải mua pin một lớp pin đó là. Dạ. 2000 một cục vô để chồng 2 cục. Dạ. Cái này thì khỏi cần pin, nội không cần mua pin mà hết pin nội ghim sạc điện thôi. Cái cục sạc nó có sẵn ở trong đó luôn rồi. Dạ. Thì đó là tấm lòng của chú Chí ở Mỹ tặng cho nội nha. Dạ. Tặng chú có mạnh khỏe, tặng chú giúp đỡ nhiều người. Dạ. Cảm ơn nội. Chúc nội với mình sức khỏe nha và mua mai bán đắt nha. Con xin phép chào nội. Lên luộc gà, hủ lông luôn rồi chú chị. Dạ, thì là bán cá là chỉ có bao nhiêu đây thôi cô chú anh chị. Bà con tập trung ở khu vực bờ sông phía sau này nè. Này, cái gì đi anh trai? Chào anh. Chào anh. Dạ.
Em cũng tò mò, em ra bờ sông để em xem một cái. Thời điểm này thì cô chú anh chị thấy nước rất là cạn đúng không ạ? Vô cái tháng hè này là nước là cạn lắm. Nhưng mà buổi tối thì nó lại ngập nha. Bên đó là chạy cưa. À bên đó đóng hòm của chú anh chị ơi. Đây người ta chở xi măng này của chú anh chị. Dạ con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì không ngoại? Bán thịt heo. Bán thịt heo không ngoại? Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 73 tuổi. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Khỏe lắm chú ơi. Dạ, chúc mừng ngoại. Cảm ơn chú. Dạ, heo này chắc ngoại mua đi bán lại hả? Mua đi bán lại. Dạ. Bây giờ già rồi, con cái gì trơn rồi đâu có làm gì, bán dạ. Được rồi bán sống hàng ngày. Dạ, ông ngoại còn không ngoại? Còn. Dạ, rồi con cái ngoại lớn hết thì như thế nào? Không có đứa con nữa chứ. À là ngoại không có con luôn hả? Bởi vậy làm cực á, phải có con nó bán rồi. Dạ. Nuôi. Dạ. Vậy là mấy cái thịt heo này một ngày mà nếu ngoại bán bữa nào hên hên thì mình được khoảng nhiêu ngoại? Được 200-300. Dạ, còn bữa nào mà nó xui xui ngoại? Không có lời, có bữa 170. Dạ, vậy bữa nay sáng giờ ngoại bán hên hay là xui? Hên. Hên. Hôm nay gặp chú hên. Dạ, sao mới biết gặp con hên? Gặp chú hên bán đắt, bữa nay bán nhiều. Dạ, hôm nay con chia sẻ với ngoại, gặp ngoại là cái duyên ha. Bữa nay con sẽ xin phép hai nhà hảo tâm, đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ. Có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho ngoại. Thì củ ít lòng nhiều thôi. Cô chú ấy chúc ngoại giữ gìn sức khỏe và mua mang bán đắt. Dạ, cảm ơn cô với chú nha. Dạ. Bây giờ ngoại đến. Cô chú được nhiều sức khỏe, đặng có tiền gửi về Việt Nam. Cảm ơn ngoại. Rồi, bây giờ ngoại đếm thử cô chú ấy tặng cho ngoại bao nhiêu? 500. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Mừng lắm chú ơi. Dạ. Này bán mấy ngày mới được nhiêu đó. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm một cái nữa nha. Dạ. Là ngoại có bên đạo Phật không? Có. Dạ. Mà từ đó tới giờ ngoại có thích nghe kinh Phật hay là nghe niệm Phật không? Có chú ơi, ở nhà có mấy đứa cháu nó thỉnh kinh về cho, bữa nào khỏe cái nằm đọc kinh đừng ngủ cho nó ngon. Vậy là ngoại không có cái máy để nghe phải không? Dạ. Dạ, bữa nay con sẽ xin phép chú Chí là một nhà hảo tâm ở Mỹ tặng cho ngoại một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ, này ngoại cảm ơn chú Chí, nhìn chú Chí. Dạ. Đây ngoại lấy giùm con một cái đi ngoại. Cảm ơn chú Chí và cảm ơn chú nữa nha. Dạ. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe của mình nha. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, xin phép chào ngoại. Hẹn gặp lại, có duyên gặp lại nha ngoại. Dạ. Chợ thì cũng nói chung nó nhỏ dữ lắm luôn, nó hơi thấp thấp. Hôm qua em gặp bà ngoại bên đây mới được. Ê, miếng đồ đi thẳng 4kg luôn đi. Mở cái mở rồi. Dạ. Ngoại bán đồ chai hay gì không ngoại? Ở đây đồ chai không hả? Dạ. Mình năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ngoại? À, mới 37 à. Mới 37 giờ bằng cô ha.
Dạ, cô bán đồ chay ha. Dạ. Cái này dưa mắm hả cô? Cái này dưa muối đó. Dưa muối, dạ. Tại đồ chay mình nói dưa muối. Dạ, cái này canh chua ha. Canh chua, dạ. Còn cái này hú hoa kho mà sóc trà. Dạ, hú hoa dùng thịt Phật ha. À, rồi dạ. Cái này thì đồ mố. Dạ. Chay mà ăn ta kêu nấu giờ hon á. Còn mình đồ chay, người ta kêu cái này tôi làm, ta kêu tôi nấu trái bần. Cái này sao con nhìn giống cà ri quá cô hả? Cái này mình nấu qua cái nước này nó xíu nguội. À, dạ, là cái cà ri thì nó béo. Quay vào chỗ tôi bán đi. Dạ. Dạ rồi, hôm nay thì một ngày mà nếu mà cô bán cái này á, nếu mà hên hên lắm mình trừ vốn thì mình còn được bao nhiêu cô? À, thường thường á thì ngày thường á thì dạ. Kiếm chừng 100.000 trở lại à. Ít dữ vậy hả cô? Tại vì ở đây rất đồ rẻ lắm. Dạ. Một bọc gì đây nè, 10.000 là một bọc này đó. Dạ. Canh chua nha. Là chà bá luôn, đầy vậy dạ. Luôn đó ha. Còn cũng đây như có phần này còn nhiêu đây là 10.000. Có 10.000 một đống luôn nè cô chú anh chị. Dạ. Rồi cái này có 5.000 nè. Đó, 5.000. Trời quá rẻ luôn. Dạ. Cái chợ này bán đồ rẻ lắm. Dạ. Nên nó bán mắc là như dân người ta cũng nghèo nghèo không đó. Dạ. Đâu ai với ai. Dạ. Còn chả thì mình bán nó đi cây này trả nó chiên nó là 2.000. Dạ. Chả là hủ tiêu mình bó nó 20. Dạ. Còn cái này thì 70.000 ký. Dạ. Mâm chai. Dạ. Dạ rồi. Hôm nay thì xem ra là con nghĩ là chắc là cô bên đạo Phật đúng không? Dạ. Đạo Hòa Hảo. À, đạo Hòa Hảo. Con hỏi cái này cái là đạo Hòa Hảo á, là cô có hay nghe kinh của Phật Thích Ca không? Đêm nào cũng nghe hết. Dạ. Bên đây bên Phật Thích Ca, bên như nghe bên Thiết, bên Pháp Hòa rồi đó. À, tại dạ, vì đúng rồi. Mình cũng đam mê cái sự đó. Dạ. Tại vì mình cũng đi đọc giảng hàng tháng bên đạo á. Dạ. Và cũng đi đọc giảng hàng tháng vậy đó. Dạ. Như rằm 30. Dạ. Vậy đó. Còn tối là nghe pháp thì đêm nào cũng đi mấy ở dạ. Không là tối là như 6 giờ cái mình cúng rồi tới 6 giờ rưỡi vậy ha, lại bắt đầu vô mùng rồi mình đầu niệm Phật tới 6 giờ rưỡi rồi cái vô mùng là bắt đầu nghe pháp. Dạ. Hôm nay thì chia sẻ với cô. Dạ. Bữa nay gặp cô là cái duyên. Dạ. Bữa nay thì con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là cô chú Phụng ở bên Mỹ. Dạ. Có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho cô. Dạ. Củ ít lòng nhiều. Dạ. Cô chú ấy chúc cô giữ gìn sức khỏe và buôn may bán đất mình vậy. Như ông xã thì nó gây cũng ăn chay vậy nè. Dạ. Và nó gây gì là bằng cái nghề này mình ăn cái đó dạ. Cũng không có tốn kém gì nhiều. Dạ. Và thành phần cái này nó gây cũng như đám mà như đám tang ta đó cái gì dạ. Nó dùng. Dạ. Rồi giờ hả mình đánh nguyên mâm á, thì lấy có 400.000. Trời quá ghê. Mới nấu mấy ngày đây này nha. Dạ. Là 400.000 năm món nha. Dạ. Bún bánh mì rồi nấu lẩu. Dạ. Cánh gà chiên này chia đầy đủ là nói chung là 10 người ăn không hết cái mâm chay đó đó. Dạ quá rẻ nhưng luôn. Mà mình, cái kiểu mình làm giúp người ta từ thiện vậy. Dạ. Đó. Với mình hướng dạ. Cho người ta ăn dạ. Chay đúng không ạ? Dạ đó dạ. Vậy đó mình cái gì mình cũng suy nghĩ cho người ta thôi dạ. Chứ không cái bản thân mình thì không kể tới. Cảm ơn cô. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô chú Phụng ở Mỹ. Dạ. Muốn tặng cho cô cũng dạ. Ít lòng nhiều để giúp cho cô một cái niềm vui dạ. Trong cái cuộc sống này. Đây là tấm lòng cô chú, con thay mặt cô chú tặng cho cô. Vậy đó hả? Dạ. Rồi vậy là tôi cũng cảm ơn cho nhà hảo tâm, gia đình ra về được giàu giàu hạnh phúc nha. Dạ. Cái này nó ngay thì tặng lì xì cho tôi thì tôi cũng... cô tặng người khác đúng không ạ? Người khác. Dạ. Tại vì mình ở đây bán nó ngon nha, lợi không nhiều. Nhưng mà hả cái tháng giêng giàu thì bao xe cho những người... thích đi chùa đó. À dạ. Thì cũng đi. Quý. Dạ. Bữa 22 tới đi nữa nè. Dạ. Ba xe cho đi. Dạ. Mà đi xe nhỏ nha, có 16 người à. Dạ. Vậy cho những người nào làm ta thích đi đó. Dạ. Cái mời bồn mót cũng tiện. Dạ. Cũng tiện cho ta đi. À, cái đó cũng là cái cách mà tích dạ. Phước, làm dạ. Phước. Dạ. Điểm thứ nhất á, thì ta cũng vui và mình dạ. Cũng mừng đó. Dạ. Đó. Mình kệ chứ mình tạo vậy chứ người ta có được nhiều khi người ta thích á người ta dạ. Cũng dạ tâm theo người ta hướng thiện theo dạ, dạ. Hướng theo thiện mà mình cũng được góp phước. Vậy nếu bữa nay con xin chú Chí một nhà hảo tâm ở Mỹ tặng cho cô một cái máy nghe giảng kinh Phật vậy đó hả? Cô có muốn nhận không? Thì tặng thì dạ ở dạ tại vì mình đêm nào mình cũng nghe hết mà dạ. Tại vì mình thích là bên Phật pháp như lắm dạ. Tại vì đêm nào cũng phải cũng nghe hết chứ dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho thôi cô thì, tôi cũng cảm ơn dữ lắm nha dạ.
Dạ. Chúc cô chú anh sức khỏe với tấm lòng của những nhà hảo tâm nha. Nhiều người bạn ấy, dạ. Sao bà tuổi vậy đó, ổng là bảy mấy nha, dạ. Xã ổng cũng khỏe lắm. Dạ. Anh nói bà vậy đó mừng gì đây khỏe lắm, tại lúc nào mình cũng làm gì cái hầu hướng công đức gì cho cha mẹ mình. Dạ. Ví dụ bán bữa nay là 50-70 không biết, mà gặp người ta bán cá cho con cái đem xong cái nó mừng quá. Dạ đó, dạ. Có 50,000, 70,000 gì mình cũng mừng, dạ. Hết trơn á. Cảm ơn cô. Dạ, dạ. Đây mình mà không xanh được á, dạ. Mừng lắm luôn. Dạ. Chứ nó ngay ăn uống thì mình tại vì cũng không có tốn tiền gì nhiều. Dạ đúng rồi, tại dạ. Vì mình vừa làm vừa bán. Dạ. Với cô không có ăn thịt thành ra nó ít chi phí hơn. Dạ. Dạ, thôi cô. Chỉ về sức khỏe, rồi. Con xin phép con đi nghe. Rồi, cảm ơn. Dạ. Có duyên gặp lại cô. Dạ, có duyên gặp lại, dạ. Ha. Dạ. À, con xin phép cho cô nghe. Dạ. 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 Dạ con chào ngoại. Dạ. 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 Ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau củ quả hả chú? Rau củ quả ngoại ha. Dạ. Dạ, mấy cái này là ngoại mua đi bán lại hay đồ nhà ngoại? Mua đi bán lại không? Dạ. Vậy là một ngày mà nếu mà ngoại trừ hết chi phí thì mình được khoảng nhiêu ngoại? Lợi ít lắm chú ơi, ít lắm mua lợi 1 ký 1 ngàn bạc. Lợi con ký 1 ngàn à? Năm mấy chục ngàn, cùng lắm là bữa nào nhiều lắm là 100 ngàn hả? Nhiều lắm là 100 ngàn, dạ. Còn ngoài ra có 50-70 ngàn à. Dạ. Ngoài năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 76 tuổi. Dạ, bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào? Dạ, cũng bình thường. Chúc mừng ngoại. Dạ. Thì hôm nay ha, con chia sẻ với ngoại như thế này, dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ, gặp ngoại là cái duyên ha. Con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là cô chú Phụng sẽ tặng cho ngoại phần lì xì nha. Cô gì? Dạ cô chú Phụng. Chú Phụng ở đâu? Dạ ở Mỹ. Dạ, dạ. Ở Mỹ hả? Coi coi chừng chúng lắm nha chú. Dạ dạ. Mà mình ông nội ông ngoại còn không ngoại? Ông ngoại mất rồi. Dạ, mất rồi. Dạ. 5 năm rồi. Dạ. Dạ. Thì bữa nay con xin phép cô chú Phụng tặng cho ngoại phần lì xì cũng ít đồng nhiều. Dạ. Dạ. Ngoại đếm xem cô chú Phụng tặng ngoại bao nhiêu. Dạ. Ngoại đếm giùm con đi. Dạ thiệt, dạ thiệt. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5. Dạ. Vậy là bữa nay ngoài nhận được phần quà này ngoài cảm giác như thế nào? Vui lắm. Dạ. Tôi cũng gửi lời thăm cô chú Phụng được nhiều sức khỏe. Cảm ơn ngoại. Dạ. Cô chú Phụng cũng chúc ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ, mua may bán đắt nha. Dạ. Dạ. Ngoại cho con hỏi thêm một cái nha. Dạ. Ngoại có bên đạo Phật không? Có. Dạ. Dạ. Mà từ đó tới giờ ngoại có máy nghe kinh hay là máy giảng pháp không? Có máy nghe kinh. Dạ. Có khi tôi mở trong điện thoại đó. Dạ. Kinh hết. Dạ, mà cái máy ngoài còn không? Dạ, nó muốn hư rồi. Tính đi sửa lại mà chưa sửa. Vậy thì con sẽ xin chú Chí ở Mỹ, dạ, tặng cho ngoại một cái máy nghe kinh mới nha. Dạ. Dạ, ngoại thích không? Thích. Dạ, dạ rồi. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Chí tặng cho ngoại nha. Cảm ơn chị. Dạ, cái máy nghe kinh Phật mới. Có dạ, có 1.000 bài giảng pháp trong đây. Vậy hả? Dạ, với cục xài pin hay gì? Dạ, xài pin nhưng mà khi nào hết pin thì ngoại có thể dùng nó sạc nha. Dạ. Dạ. Hả, dùng sạc được nữa hả? Dạ đúng rồi, có cục sạc với dây sạc, đó là cái cục sạc đó ngoại. Dạ. Rồi ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Dạ, tôi cũng có đâu lời nhắn gửi thì chú Chí cũng giữ nhiều sức khỏe và dạ, như ý ở nước ngoài được bình yên. Cảm ơn ngoại. Chúc ngoại giữ sức khỏe nha. Dạ. Với tấm lòng của ba nhà hảo tâm ngày hôm nay. Dạ, dạ. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Xin thành Phật chúc ba nhà hảo tâm ở dạ, nước ngoài được nhiều sức khỏe. Dạ. Chú cũng như ý luôn. Cảm ơn ngoại. Rồi con xin phép chào ngoại. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Ra đây cho cái bà này là bà nghèo dữ lắm nè, tôi kiếm ăn thiệt đó. Bà nghèo dữ lắm. Không, để thì chị cứ ra ngoài đi, em đi vòng chợ mới được. Cầu nha. Thôi em ra ngoài nha. Dạ dạ dạ. Đầu cầu đó đó. Dạ dạ dạ. Cổ mà phải lớn tuổi em mới gửi được nha. Cũng rồi nè, 6-7 tuổi rồi. À được được. Rồi chị ra ngoài cầu đi. Dạ, chút xíu em đi ra. Dạ. Dạ chị thông cảm, người lớn tuổi em mới gửi được. Dạ. Yeah.
Dạ dạ, ngoại đợi con chút xíu. Ngoài này chắc cũng khó khăn. Dạ, sát bên cái trái châu nó có cái nút màu trắng không mày? Mày gạt qua không mày? Dạ, dạ cái nút màu trắng nào mày? Dạ, ở trên đầu nè mày, trên. Rồi mày bật qua. Mày bật xuống không mày? Mày kéo xuống. Dạ đúng rồi. Đó, trái đèn là mày. Dạ có sẵn trong đó rồi. Ngoài giờ ngoài đợi chút xíu, ngoài đợi chút xíu. Cái này là niệm Phật. Còn ngoại muốn nghe giảng pháp là ngoại nhấn cái những cái nút màu đen đây nè. Ngoại nhấn số nào cũng được. À, sẽ chuyển qua giảng pháp, ngoại nghe nha, ngoại nghe. Dạ nghe chưa ngoại? Dạ nghe rồi ha. Dạ. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Ngoại, ngoại bán gì ngoại? Bán gạo cải. Gạo cải hả ngoại? Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 68 tuổi. 68 hả? Vậy bằng cô thôi. Một ngày mà mấy cái này mình bán, mình trừ hết vốn thì mình được khoảng bao nhiêu cô? Lời được vài trăm. Dạ, vài trăm mà ngày nào cũng được vậy không ạ? Ngày nào cũng được. Dạ. Thì hôm nay gặp cô là cái duyên ha. Bữa nay con cũng sẽ xin phép là một nhà hảo tâm nha. Đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ nha. Có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho cô. Thì cũ ít lòng nhiều. Cô chú ấy chúc cô giữ gìn sức khỏe và mua may bán đắt nha. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? À, mừng. Dạ, cô có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? À, gửi cho chú rồi giờ sức khỏe mừng ăn cho giờ. Cảm ơn cô. Dạ, chúc cô mua may bán đắt thì sức khỏe của mình nha. Xin phép chào cô. Mở lớn thì ở đây nhà ngoại, ngoại nhìn giùm con có cái dấu cộng nè. Dạ. Dạ đúng rồi, ngoại quay nhấp vô là lớn lên. Dấu trừ là nhỏ lại. Dạ dấu trừ là nhỏ, còn dấu cộng là lớn. Dạ hai cái nút chính giữa không ngoại? Dạ ngoại ha. Dạ. Còn tắt nguồn thì ngoại tắt cái nút trắng ở trên đó ha. Dạ. Dạ con chào ngoại. Dạ. Dạ ngoại bán gì không ngoại? Bán gì châu nè. Dạ. Bây giờ một ngày ngoại bán được nhiêu tờ ngoại? Chừng 50-60. Ít gì không ngoại? Không có tiền. Dạ không có vốn ha. Không có vốn. Ngoại bán ít thôi ha. Dạ. Dạ. Chừng 100 tờ rồi, trở lại à. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 63. À chào bằng cô thôi. Dạ, dạ. Cô. Bây giờ sức khỏe của cô như thế nào? Cô yếu xìu. Yếu xìu. Mà cô bán gì thì cô có lo cho ai không? Dạ, đó là trong gia đình vậy mà. Dạ. Nếu mà lời có là có 50 ngàn thì cô mua gì ăn cùng gia đình? Thì mua gạo, mua tóc gì đó. Dạ. Mua đồ ăn nè bao nhiêu? Thường thường mà mua gạo thì cô mua một lần bao nhiêu? Thì 10 kg. Dạ, vậy là để dành mua từ từ thấy không? Dạ. Thôi hôm nay gặp cô là cái duyên nha. Dạ. Thì cũ ít lòng nhiều. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép cô chú Phụng. Dạ. Là hai nhà hảo tâm ở bên Mỹ sẽ tặng cho cô một phần quà nhỏ nhỏ nha. Dạ, dạ, cảm ơn con nhiều. Dạ, nha. Để cho cô mua gạo ăn cùng gia đình. Dạ, dạ. Đây là tấm lòng của cô chú Phụng. Dạ. Dạ, cô đếm thử rồi mình được bao nhiêu? 200. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Rồi, cảm ơn, mừng ước mừng. Dạ. Nhiều đây cũng được 50 vé nữa. Dạ. À, cô làm vốn bán đó ha. Ừ, cô làm vốn bán. Dạ, cô có nhắn gửi gì với cô rồi, chú Phụng không? Rồi, cô cảm ơn chú Phụng nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô. Chúc nha, chúc chú Phụng may mắn nha. Chúc cô giữ gìn sức khỏe và mua may bán đắt nha. Rồi, cảm ơn con. Rồi, con xin phép chào cô. Dạ. Dạ. Rồi, cho con hai tờ chú. Người bán bún thịt xào. Dạ.
Rồi bây giờ em quẹo lên trên đường là coi như là hết rồi. Cái chợ này thì em cũng biết là sẽ không có quá đông. Chân quá. Ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Dạ, con chào ngoại. Dạ, ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán rau cậu ơi. Bán rau hả ngoại? Dạ. Rau này của ngoại là ngoại đi hái hả? Dạ, đi hái nè. Dạ, bây giờ 1kg mình bán được nhiêu ngoại? Có 10.000. Trời, rẻ dữ vậy ngoại. Tại mình kiếm mình kiếm được thì mình bán rẻ. Dạ. Mình đi hái là đã một công nó cực rồi. Dạ. Rồi phải cắt ra rồi bán lại là có 10.000. Đồ kia lộ da đó. Dạ, 3-4 giờ khuya. Dạ rồi đâu có ai mướn gì mặn. Dạ. Mình mặn vậy là mình sống qua ngày. Dạ. Ngoài năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? 75 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe ngoại như thế nào ngoại? Cũng yếu rồi thôi. Dạ, yếu. Bệnh viện mấy gì à? Ngoại bị bệnh gì? Nóng sốt lên máu. Dạ, mấy dạ. Cái đó thì lớn tuổi thì chắc không có tránh được. Dạ. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt dạ. Hai nhà hảo tâm. Dạ. Đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ. Dạ. Tặng cho ngoại phần lì xì nha. Dạ. Dạ. Thì đây là tấm lòng cô chú Phụng. Ngoại đếm. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ, ngoại đếm giùm con coi được bao nhiêu. Dạ. Dạ. Để coi coi đếm coi. Dạ cho mà đếm đi ha. Hai. Vì với cậu biểu tao đếm dạ, thì tao dạ, nghe lời. Dạ đúng phải đếm, phải đếm dạ. Ba. Chuẩn bị pin chú cho tiền. 500. Dạ. Bữa nay ngoại được phần quà này ngoại cảm giác như dạ, cái này tặng cho tôi phải không? Dạ đúng. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô chú? Cái này là tôi mừng 10 ngày chưa có nữa đó. 10 ngày chưa có luôn. Dạ. Dạ. Ngoại có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Hả? Ngoại nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Nhắn gì vậy ta? Cảm ơn á. Cảm ơn nhà tài trợ ơi. Như bên gì mà chú dạ. Mới nói đó. Dạ. Rồi con hỏi ngoại cái này cái nữa nha. Dạ. Ngoại có bên đạo Phật không? Dạ có. Dạ. Mà từ đó tới giờ ngoại có máy nghe pháp hay là máy giảng kinh không? Dạ có luôn. Dạ ngoại có máy luôn rồi ha. Dạ, ngoại vẫn còn nghe không? Hả? Ngoại còn. Bây giờ nó hư cái máy mà cái máy có cái băng gì trong đó đó. Dạ. Là bây giờ là cái máy hư rồi phải không? Là chú cho gì cái máy. Bữa nay con sẽ xin chú Chí. Dạ. Tặng cho ngoại một cái máy giảng kinh Phật nha. Cái máy nó mừng lắm luôn. Dạ. Dạ. Đây ngoại lấy giùm con đi ngoại. Dạ. Dạ. Ở đâu trong túi này đây hả? Dạ đúng rồi. Ngoại lấy một cái nào cũng được, giống nhau hết. Dạ hả? Dạ. Lấy cái nha, đừng lấy hai cái nha. Đó là tấm lòng của chú Chí tặng dạ. Cho ngoại nha. Dạ, mang ơn chú thiệt nhiều nha. Chúc ngoại giữ gìn sức khỏe dạ. Và mua mai bán đắt. Dạ. Với tấm lòng của ba nhà hảo tâm nha. Dạ. Rồi con xin phép chào ngoại. Dạ. Bye bye. Trời. Dạ. Dạ cổ. Cảm ơn mấy chị. Dạ. 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 Em đi hướng này rồi em quay trở ngược ra là ra ngoài luôn. Trên này có một cái ấn tượng là cô chú anh chị thấy người dân bán ở hai bên đường đi á. À, tới khúc như thế này là hết rồi cô chú anh chị. Đây là một cái cầu nhỏ thôi. Dưới đây thì bán quần áo, bán cam, bán vải, bán dao. Rồi, em mời cô chú anh chị cùng đi ra nha. Bán rồi đi, bán cái máy pháp à. Giờ cái máy này chỉ tặng cho người già thôi chứ không có bán. Thì ha. Thì thông cảm em không có bán được. Dạ. Dạ con chào cô. Chị. Hồi nãy hình như con thấy cô bưng gỗ chanh vô bán 10 đúng ngàn rồi, không phải không? Rồi. Dạ, cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? 63 tuổi. 63 hả cô? Mấy cái này là đồ nhà của cô hay là? Nhà bán. Dạ. Dùng cho ông anh. Dạ, còn một ngày mà cô bán cái này á, bữa nào hên hên thì mình được khoảng nhiêu cô? Trời ơi, bán dùng không có được nhiêu tiền. Thế vậy cô bán được bao nhiêu rồi? Bán 100 mấy 200 ngàn là dữ lắm mà, cái gì 50 chục 100 ngàn, đồ nhà không có nhiều tiền. Ít vậy đó ha.
Dạ. Rồi hôm nay thôi con thay mặt nhà hảo tâm nha. Dạ, tặng cho cô phần lì xì, cô nhận không? Thôi. Thôi. Tôi còn đi làm thiện, tôi bán tôi mốt tiền tôi làm thiện. Cảm ơn cô. Rồi vậy thôi chúc cô dinh sức khỏe. Cô ăn chay, vậy là cô bên đạo Phật. Bên hòa hảo. Hòa hảo. Nhưng mà nào giờ cô có nghe kinh Phật Thích Ca không? Không, đây nè, tôi có làm dạ, là cái gì vậy cô? À, cô hút thuốc hả? Không, dầu viêm mũi. À, tặng dầu quá hen. Cô cho chú xài cho mẹ tôi. Dạ, con không, con xem thôi. Dạ. À, dầu viêm mũi hả? Dạ, cảm ơn cô. Cái nào không có tiền á, thì tôi mua tôi chia. Dạ. 5.000 chai. Dạ. Cái nào có tiền thì tôi mua tôi cho. Dạ. À, quý quá. Dạ. Là bán vậy, rồi mốt tiền. Ăn hết là lâu lâu rồi mua này, cái kia cho. Dạ. Hoặc là đi làm từ thiện. Dạ. Thiện mỗi tháng tôi cũng làm nữa. Dạ. Vậy bây giờ chú cho tôi cũng không làm. Dạ, cảm ơn cô. Chúc cô dinh sức khỏe nghe. Chúc cô dinh sức khỏe. Cảm ơn cô với tấm lòng của cô nghe. Dạ. Dẫn cho tôi cái bao lì xì tôi không bán. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ, cô ơi, cô cởi khẩu trang con xem mặt cái được không? Cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? À, 66 rồi. Dạ, cô cởi khẩu trang cô nói chuyện với con tí đi. Nha, yeah. Cô đang bán gì vậy cô? Bán này nè. Dạ. Đồ bán lại. Mấy cái này là mua đi bán lại hả cô? Dạ. Cô bán con nhiêu tay thôi hả? Bán sáng giờ còn nhiêu. Dạ, sáng giờ bán được nhiêu rồi cô? Bán được 40-50 thì năm ít dữ vậy hả cô? Dạ. Vốn mà chưa có 100.000 mua bán 7 thôi. Vốn mà chưa tới 100.000 nữa. Vậy thì đâu có lời bao nhiêu. Dạ. Mà cô bán vậy cô có lo cho ai không? Đâu lo cho con được. Dạ. Thì hôm nay thôi gặp cô là cái duyên nha. Bữa nay con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ, sẽ tặng cho con một phần lì xì nha. Dạ. Thì của ít đồng nhiều. Cô chú Phụng chúc cô giữ gìn sức khỏe và mua mai bán đắt. Đây là tấm lòng của cô chú Phụng tặng cho cô. Cảm ơn. Bữa nay cô nhận được phần quà này cô cảm giác như thế nào? Cảm giác là đã chút rồi. Dạ. Cô có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Dạ, chú Phụng mà khỏe mạnh. Cảm ơn cô. Dạ, chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ, xin phép chào cô ha. Dạ. Đây để con mua giúp cô luôn ha. Dạ, cô dạ cởi khẩu trang cho con hỏi bài câu nha. Cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? 64. Dạ, bây giờ sức khỏe cô như thế nào cô? Khỏe. Dạ, chúc mừng cô. Hiện tại cô đang bán cái gì vậy cô? Dạ, bán rau nhút rau bắp hả? Rau nhút với đậu bắp. Dạ. Mấy cái này là đồ nhà hay cô đi hái? Mua đi bán lại. Một ngày mà trừ hết cái này chi phí thì mình còn được bao nhiêu cô? Chắc con được vài chục. Dạ, ít vậy đó hả? Hai chồng sống được. Dạ. Vài chục ngàn là đủ sống hả cô? Dạ, có hai chồng già hả? Dạ, sống nhiêu đó là được rồi. Dạ. Dạ. Thôi hôm nay gặp cô là cái duyên nha. Bữa nay con cũng sẽ xin phép mà nhà hảo tâm đó là cô chú Phụng nha, ở tại Mỹ, cũng tặng cho cô một phần quà của ít lòng nhiều. Cô chú Phụng chúc cô giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và gia đình ngon miệng. Chú Phụng. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà, cô cảm dạ, giác như thế nào? Lắm rồi. Dạ. Dạ. Chúc hai cô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Cô đang đứng trong cơm. Dạ, cô nào? Cô đang đứng trong cơm. Cô gửi rồi mà. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Đây là người ta bán gạo như thế này nè cô chú anh chị. Những người giống ít thì cô chú anh chị thấy mua chỉ có vài bó rau bán thôi thì đâu có được. Rồi chúc mấy chị sức khỏe nha. Mình thấy con này có vẻ là cũng khá là khó khăn, đem hỏi một vài câu. Dạ con chào cô. Cô ơi cô bán gì vậy cô? 6.000. Bán chuối. Bán chuối. Wow, chuối này chuối ngào hả cô?
Dạ. Bây giờ cô bán 1 ký bao nhiêu? Một hộp chỉ là 30 ngàn. À, vô hộp bự vậy là 30 ngàn ha. Dạ. Dạ. Cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? 60 mấy tuổi rồi. Dạ. 60 mấy cô? 69 hay 61 cô? 66. 66 hả? Cô nhìn con tí đi, con nói chuyện với cô chút xíu nha. Dạ. Cái này mà nếu mà một ngày á cô, mà mình bán cái này á, nếu mà mình trừ hết mà chi phí thì mình được khoảng bao nhiêu cô? Lâu lâu mới bán một lần chú ơi. Dạ, vậy là không phải bữa nào cũng có nha. Dạ. Dạ, sáng giờ bán được mấy hộp rồi cô? Bán 5 hộp gì. Dạ, nghe được nhiêu thì cũng mừng ha. 100 mấy ngàn. Dạ, 100 mấy ngàn. Rồi, hôm nay thì con chia sẻ với cô nha. Bữa nay gặp cô là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là cô chú Phụng ở tại Mỹ, có một phần lì xì nhỏ nhỏ tặng cho cô. Sao để tặng mấy người khác đi. Dạ, tại sao cô không nhận? Để cho mấy người ta khổ này chứ. Dạ, vậy là theo cô là mình chưa khổ. Dạ. Cũng còn sống được, mình là bán. Dạ rồi, vậy thôi chú cô giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và mua may mắn đắt nha. Rồi, con xin phép chào cô nha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Dạ, mình nay bán chuối về cô. Dạ. Dạ. Vậy là nội bán chuối hả nội? Dạ. Dạ. Nội năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi nội? 80 tuổi rồi. 80 tuổi rồi. Tóc nội có nhuộm không nội? Mới nhuộm, mới nhuộm, nó nhuộm dài trắng vậy nè. Nhuộm hết nhiêu tiền nội? Nhuộm hết mịt mịt nhiêu tiền quên. 100 ngàn. Ờ, 100 ngàn. Luôn là dạ. 100 ngàn. Mà người ta nhuộm dùm, mà dạ. Không có tiền, người ta không dạ. Ăn tiền, người ta không có tiền dùm. Bây giờ sức khỏe của nội yếu lắm hả nội? Yếu, đi mang trống cây. Dạ, cái cây nhảy đâu ra vậy nội? Cây này sinh ra. Dạ. Cho. Nhìn đi rồi phải có ngồi xuống đứng gì, phải có cây này đứng dạ. Cho mà, ngồi đứng không nổi. Dạ. Mà mấy cái chuối này là của nội mua đi bán lại hay đồ nhà? Bán kiếm lời. Dạ. Mà bán không được sắc giờ ế nguyên. Dạ. Còn nguyên luôn, không bán được một nải nữa. Không bán được một nải luôn. Không bán được nải nào cho bởi vì bên kia không có tiền nữa. Mà bây giờ nội bán một nải này là bao nhiêu tiền nội? À, nãy lớn thì 8 ngàn, nhỏ 7 ngàn, 5 ngàn, nó đủ cỡ. Ồ, ghẻ dữ vậy hả nội? Ừ, mà còn người ta không mua nó, dạ. Bán nhà dễ. Dạ, ông nội mình còn không nội? Có mình ơn một. Thì nội không có con luôn hả? Không có con, không có chồng luôn. Không ai là, không có gia đình luôn. Ừ. À, dạ, là không có chồng ha. Dạ, rồi bây giờ hiện tại là nội đang ở với ai? Ở mình ơn hả? Dạ, nhà nội ở đâu? Đây, ở đây nè. Dạ. Là nhà này của nội nhưng mà nội không có con không, gì không, hết không, mình không. Dạ rồi thì khổ lắm luôn á. Khổ. Dạ mà mua bán ế cái không có tiền. Dạ bởi vậy. Ủa rồi cháu không về ở với nội hả nội? Cháu nó đâu có đây đâu ở. Dạ rồi. Rồi thôi hôm nay gặp nội là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép là cô chú Phụng là nhà hảo tâm ở tại Mỹ sẽ tặng cho nội một phần lì xì nho nhỏ để dành cho nội uống thuốc hoặc là nội có thèm gì thì nội có thể mua ăn. Thì dạ thì cô chú Phụng tặng cho nội bao nhiêu đây? Dạ nội đếm giùm con coi nội được bao nhiêu. Em cho tiền hả? Cho tiền phải quá vậy. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tờ lận. Dạ là nhiêu nội? 10 tờ là 1 triệu. Dạ. Rồi 100 nè. Dạ. Vậy bữa nay nội nhận được phần quà này nội cảm giác như thế nào? Mừng. Dạ. Mừng dữ dằn luôn. Nội có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Cảm ơn nhiều. Dạ. Con đang nói. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Nội cho con hỏi một cái nha. Nội có bên đạo Phật không? À, đạo Phật. Dạ. Mà từ đó tới giờ nội có thích nghe kinh hay là nghe giảng pháp không? Có chứ. Dạ. Có nghe vậy. Nhưng mà nội có cái máy nghe không? Có cái là vô đó. Dạ. Mở nó có giảng mình nghe tới giờ đó có giảng con nghe. Vậy thì hôm nay con sẽ xin phép chú Chí là một nhà hảo tâm ở Mỹ tặng cho nội một cái máy nghe giảng kinh Phật. Dạ. Yeah. Dạ là chuyên về giảng kinh luôn. Dạ. Dạ. Cái này là con mua tiếp đi. Dạ. Ở chú nữa có không được. Dạ. Thì đây là tấm lòng của chú Chí. Dạ. Tặng cho nội nha. Cái máy nha. Cái máy nghe giảng kinh Phật nha. Dạ. Nội nhắn gửi gì với chú Chí không? Gửi cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn thiệt nhiều. Dạ, thì đó là tấm lòng của ba nhà hảo tâm tặng nội trong ngày hôm nay nha. Chúc nội giữ gìn sức khỏe của mình nha. Dạ, dạ, con xin phép chào nội nha. Cảm ơn. Dạ, rồi, xin chào nội. Chú ơi, chú đi. Dạ, không, không cảm giùm con. Dạ, tao con bây giờ... Không lấy cho bán, mua rồi bán.
Dạ, tại hồi nhỏ thì thích ăn ngọt mà giờ lớn rồi con là con không có ăn ngọt nhiều nữa. Dạ. Dạ con xin phép nha. Trời ơi. Cô bán cái gì vậy cô? Bán xài mà bán mới mấy con xài bữa nay thì hết rồi. Mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 73. Ồ, vậy là coi như là ngoại bán hết rồi chưa? Bán còn ngày mới nữa. Mới bán khúc nào vậy? Mua bán ngồi ké với chị Tư nè, chị cho ngồi ké. Dạ. Rồi mua xài đem ra mà bữa nay mới có trở về hồi chiều qua, bữa nay mới vú mà còn hôm qua thì bán hết rồi. Dạ. Bây giờ xài ngoại bán được bao nhiêu một ký? Xài có khi 20 ngàn, có khi 30 ngàn, dạ. Có khi 10 ngàn, dạ. Nó đủ hạn, bị gì mình mua xài không có được xài ngon. Dạ. Xài ngon người ta đâu có bán cho mình, 70-80 ngàn ký xài cát hoài lọc đồ đó người ta, dạ, đâu có bán cho mình. Dạ đúng rồi. Người ta bán xài nhỏ nhỏ không à, rồi mình mua cũng như xài giả người ta. Dạ. Còn ngoài bán như thế thì nếu mà mình trừ vốn ra thì mình còn được khoảng bao nhiêu mà? Còn có bữa nào mà bán đắt nhiều á thì cũng được 150. Dạ. Nó không chừng. Dạ. Rồi ra nhờ ngồi đây cô chị Tư chỉ cho ngồi, chỉ không, dạ, có lấy tiền. Dạ. Rồi người ta góp thì người ta đợi người ta góp 3 ngàn, khi dạ, 5 ngàn, khi 3 ngàn. Dạ. Giờ bán không hết thì gửi ké chị Tư. Dạ. Dạ coi như là hoàn cảnh của ngoại cũng khó khăn quá trời hen. Dạ. Dạ. Thôi thì hôm nay. Dạ. Ở đây sống khó lắm. Ở đây sống khó khăn. Dạ. Thì hôm có nay nhờ có ổng theo ổng chạy ổng chở giùm. Dạ. Ổng cũng 73. Dạ. Thôi hôm nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Con cũng sẽ xin phép là cô chú Phụng. Dạ. Là người đã tặng cho nội. Dạ. Tặng cho ngoại một phần lì xì. Dạ. Cô ít lòng nhiều nha. Dạ. Để ngoại mua gạo. Dạ. Hay mua đồ ăn cùng với gia đình. Dạ. Dạ. Bây giờ ngoại đếm giùm con coi ngoại được bao nhiêu. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Mừng. Mừng còn hơn đi bán cũng được mấy ngày. Dạ. Dạ. Chục, dạ, ngày à. Dạ. Có thể có bữa cũng được chục, có bữa cũng 7-8 ngày, có, dạ, bữa 2 ngày, 3 ngày. Nó không, dạ, chừng mình mua vẻ thì bán vẻ. Dạ. Ngoài nhắn gửi gì với cô chú Phụng người đã tặng cho mình không? Cảm ơn nhiều dữ lắm luôn đó. Dạ. Có lòng rất cảm ơn. Cảm ơn ngoại. À, ngoại cho con hỏi một cái là ngoại có bên đạo Phật không? À, cũng y như của chị Tư vậy nè. Ngoại có thích nghe giảng kinh Phật không? Có thì cũng nghe, còn không có thì thôi, với mà đều không có mua, biểu có tiền không có mua. Cái đó là nói thiệt. Vậy thì con sẽ xin chú Chí, dạ, tặng cho ngoại một cái luôn nghe. Dạ. Dạ. Vậy thì tôi cảm ơn. Dạ. Thì ngoại lấy giùm con một cái luôn. Dạ. Không, lần chị ba tôi chỉ còn sống, chỉ mua chỉ cho 35. Dạ. Ngoại nhắn gửi gì với chú Chí không? Vậy là tôi rất cảm ơn nhiều dữ lắm, y như chị Tư vậy đó. Dạ. Chứ mua cái này cũng tiền không hen chị. Dạ. Dạ. Thôi chúc ngoại về sức khỏe, dạ, chứ tấm lòng của ba nhà hảo tâm nha. Chú. Cảm ơn, dạ, ngoại. Dạ. Con xin phép chào ngoại nha. Dạ. Dạ. Con chào ngoại nội nha. Dạ. Cô mà bán rau mà bán với số thì chắc có lẽ. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô bán với số hả? Bán số. Cô bán rau nữa hả? Dạ. Bán ớt nữa ha. Dạ. Cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? 60. Bây giờ sức khỏe cô như thế nào? Sức khỏe yếu. Dạ, mà cô có gia đình gì không? À, không. Không có chồng con. Có chồng. Còn con của cô? Mình số. À dạ, hình như là cô bị bẩm sinh hả? Bẩm sinh nhỏ. Dạ, là mình bị sứt môi ha. Dạ. Bây giờ một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? 100 tờ. 100 tờ là 100 ngàn. Dạ. Còn rau thì sao cô? Rau thì làm bữa 20. Nữa, bữa 20-30 ha. Dạ thôi, cuộc sống cũng khó khăn nhất giả. Dạ. Thôi hôm nay thì gặp cô là cái duyên nha. Dạ. Con cũng sẽ xin phép cô chú Phụng là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ. Dạ. Tặng cho cô phần lì xì nhỏ nhỏ nha. Dạ. Thì của ít lòng nhiều. Cô chú ấy chúc cô giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và mua mai bán đắt nha. Dạ. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm, dạ, giác như thế nào? Dạ. Khỏe mà. Cô có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. 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 Xin phép chào cô. Dạ. Chú này nghèo lắm rồi chú. Dạ. Quay ẩn đi, ẩn nghèo lắm cho ẩn thì đi. Dạ. Quay đi, yeah.
Mình năm nay nhiêu tuổi rồi ông ngoại? 75 rồi. Dạ, bây giờ sức khỏe ông ngoại như thế nào? Cũng còn bèo lắm. Dạ. Nhưng mà ông ngoại làm công việc gì để sống? Không có nhà cửa chân á. Đầu ta chú ơi. Vậy là ai cho gì thì ông ngoại sống đó hả? Ừ. Dạ. Cơm nè. Dạ. Ông ngoại đâu có vợ con hả? Không. Dạ rồi. Thôi bữa nay gặp ông ngoại là cái duyên nha. Con sẽ xin phép cô chú Phụng ở Mỹ tặng cho ông ngoại phần lì xì nha. Cố ít lòng nhiều nha. Hy vọng là với tấm lòng của chú Phụng đỡ cho ông ngoại trong khoảng thời gian sắp tới. Ông ngoại biết nhiêu tiền không? Biết. Dạ bao nhiêu ạ? Với 100 ha. Dạ. Cảm ơn nhiều, 500. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Con chú ngoại sức khỏe nha. Con có bà đang biết tác, bà khổ lắm, đi rửa chén nè, có 30 ngàn. Dạ. Hãy biết đó. Dạ. Dạ. Mình hôm nay nhiêu tuổi rồi chú? 57 rồi. Một ngày chú bán được nhiêu tờ? 50 rưỡi. Chú bán gì chú có lo cho ai không? Bà già vợ với vợ bệnh. Rồi thôi bữa nay con xin phép cô chú Phụng nha. Nha có ơi. Tặng cho chú 10 kg gạo nha. Đang cùng gia đình nha. Chú tắt điện thoại đi mới nói chuyện được. Cảm ơn chú nha. Dạ. Đây là tấm lòng của cô chú Phụng tặng cho chú 10 kg gạo nha. Chú nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Cảm ơn nha chú Phụng nha. Dạ. Rồi chúc chú ngoan với tắt. Con thấy ai bà con nào cũng giới thiệu bà ngoại này hết ha. Bà ngoại này đó. Dạ rồi, để con vô con hỏi một tí. Dạ con chào ngoại. Ngoại năm nay mình được bao nhiêu rồi, tuổi rồi ngoại? 12 bệnh điếc nhất à. Ngoại không nghe hả? Ừ, điếc mà nó ù nay cả 10 năm rồi. Dạ. Khổ mà nghe gì được hết trơn. Khổ lắm luôn hả mấy chị? Nhà khổ lắm. Dạ, rồi bây giờ là ngoại đang làm công việc gì để sống vậy? Có nghe đâu. Má ơi, mày mới đụng bán rau gì mới cho gà ăn luôn gà. Rửa chén cho người ta. Rửa chén rồi cho người ta đó. Rửa chén rồi bán xì rau này đó hả? Người ta cho mình bán á. Cù cặn rồi đó gì cho gà nó gà. Bị tai biến nữa hả? Dạ. Con dạ. Ở nhà bị tật nguyền nữa. Con bị tật nguyền nữa, còn chồng thì sao? Hoàn cảnh chồng cũng bệnh luôn, khổ hết trơn. Trời ơi. Dạ. Con thì có tật, thì ông nội thì cũng 90 mấy tuổi rồi, rồi chồng cũng có tật nữa. Dạ. Rồi sao bệnh hoại gì dữ vậy nè? Khổ lắm luôn, 4 người. Dữ lắm luôn. Dạ. Bốn người đều khổ hết trơn, không ai bằng được ra tiền hết. Bữa nay con xin cô chú Phụng nghe. Dạ. Dạ. Bữa nay là con xin cô chú Phụng ở Mỹ. Dạ, xin tặng xin. Cho ngoại. Dạ. Một phần lì xì tặng nha. Cho ngoại. Dạ. Đây để con đếm cho ngoại đi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con sẽ xin cô chú Phụng tặng cho ngoại 1 triệu nha. 1 triệu luôn, cho ngoại 1 triệu. Dạ. Vậy là dì hai cũng rất là mừng, cảm ơn. Dạ. Dì hai cũng cảm ơn nhiều nha. Chúc ngoại gìn sức khỏe nha. Dạ. Gia đình 4 người không ai mần được ra tiền hết trơn á. Dạ. Rồi thôi xin phép chào ngoại nha. Em ơi, cho anh kênh gì? Kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh. Dạ. Dì hai cảm ơn nhiều. Dạ, con xin phép chào ngoại nha. Thấy cô này chắc cũng khó khăn. Dạ, con chào cô. Dạ, cô năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi cô? À, tôi năm nay được 44. Ờ, 64. À, dạ, 64. 64. Hiện tại giờ cô đang bán gì vậy cô? À, bánh này nè chú, đếm dạ. Lại món lợi nhà. Dạ, ít vậy đấy cô ha. Một ngày mình nếu cô chừng hết chi phí thì mình được khoảng bao nhiêu? À, chi phí khoảng 60-70 vậy hả? Ít vậy hả cô? Dạ, vì món có 1 ngàn. Mà bán vậy cô có lo cho ai không? Có nhà được một ông chồng hả? Dạ, rồi con thì lớn hết chưa cô? Con có 2 đứa nó ở riêng hết rồi. Dạ. Rồi, hôm nay thôi gặp cô là cái duyên nha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép cô chú Phụng là 2 nhà hảo tâm ở tại Mỹ tặng ở cho Mỹ. Cô. Dạ. Dạ. Cô chú Phụng ở Mỹ tặng cho cô phần lì xì. Dạ. Của ít lòng nhiều. Dạ. Dạ. Thì đây là tấm lòng cô chú Phụng. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Cô đếm xem được bao nhiêu? À, này được 400. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Cũng mừng. Nhà hảo tâm cho vậy là mừng đó. Dạ, cô có nhắn gửi gì với cô chú Phụng không? Dạ, gửi lời cảm ơn chú có lòng hảo tâm. Cảm ơn cô, chúc cô duyên sức khỏe và muôn may bán đắt nghe. Dạ. Dạ. Hello, chào con. Chào, hello đi con. Thương quá à. Dạ.
Rồi chào hai mẹ con nha. Dạ. Rồi con xin phép nha. Tạm biệt bà con nha. Dạ. Rồi chúc bà con sức khỏe nha, cùng gia đình nha. Dạ. Dạ cảm ơn mấy chị mấy anh. Dạ nếu có duyên thì con gặp. Dạ. Dạ bây giờ dẹp luôn rồi đó cô chú anh chị. Giãn hết trơn rồi. Bây giờ thì cũng đâu đó chắc khoảng 9 giờ rồi. Dạ rồi, bây giờ thôi em sẽ tổng kết lại số tiền mà em còn giữ của cô chú Phụng. Sau khi mà em dùng hồi nãy là 13 triệu 9 nên theo nha cô chú anh chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, Đây em còn 5 triệu 3 của chú anh chị ơi. À như là 13 triệu 9. 13 triệu 9 mà em phát còn 5 triệu 3. À để em trừ thử 13 9 5 triệu 3. Vậy là em phát 8 triệu 6 à. 8 triệu 6. 13 9. Vậy 5 triệu 3. 8 triệu 6. Dạ rồi, vậy là em phát 8 triệu 600 ngàn ở tại chợ Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Dạ, vậy đây em còn 5 triệu 3 nha cô chú anh chị. Thì một lần nữa thì chân thành cảm ơn tấm lòng của cô chú Phụng cũng như là cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Và cũng không quên cảm ơn anh Chí Nguyễn đã tặng những cái máy nghe kinh, những cái máy giật pháp đến với cho bà con khó khăn lớn tuổi tại chợ Tân Phú Trung trong ngày hôm nay. Và cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc nhà hảo tâm cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều sự may mắn trong công việc, cuộc sống của mình để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ.